everyone, welcome back to my English class today. Today, I would like to introduce about another lesson, Tip 7, Going Out, Lesson 2. Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn bài học tiếp theo trong Tip 7, bài số 2, Lesson 2. Before we start learning the new lesson today, I would like to introduce the important contents in the new lesson today. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học mới hôm nay, cô muốn giới thiệu cho các bạn hai nội dung quan trọng trong bài học mới hôm nay. The first content, we will learn how to make invitation, agree and disagree invitation. Nội dung thứ nhất trong bài học này, các bạn cần nắm vững cho cô cách hỏi mời một ai đó, cách trả lời đồng ý lời mời của một ai đó và cách trả lời từ chối lời mời của một ai đó. The second content, we will learn how to use the present simple and present continuous tenses. Nội dung thứ hai trong bài học này, các bạn cần nắm vững cho cô cách sử dụng của hai thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Now, are you ready? Yes. Now, let's learn online together. Now, let's learn new words. Nào, chúng ta sẽ cùng học từ mới. Look at the first picture. Các bạn hãy nhìn cho cô bức tranh đầu tiên. What can you see in the picture? Các bạn nhìn thấy gì trong bức tranh này? On the stage, there is a singer. À, các bạn nhìn thấy là trên sân khấu này có một ca sĩ. He is dancing and playing guitar with a lot of singers together. À, anh ấy đang nhảy và đang chơi guitar với rất là nhiều nghệ sĩ với nhau. So, can you guess where are they? Vậy bạn nào có thể đoán cho cô biết được là họ ở đâu không? They are at the concert. Maybe. À, có lẽ là họ đang ở trong một cái buổi biểu diễn âm nhạc nào đó. So, concert. What does it mean? Vậy, từ concert có nghĩa là gì các bạn? It means a performance of music by one or more singers together. Nó có nghĩa là một cái buổi biểu diễn âm nhạc được chơi bởi một hoặc là nhiều nghệ sĩ với nhau. Vậy, chúng ta có từ concert có nghĩa là buổi hòa nhạc. Look at this picture. Các bạn nhìn cho cô bức tranh này. Can you see the name of the title in the paper? Các bạn có thể nhìn thấy tên của tờ giấy trong tờ giấy này không? Yeah, the word invitation. À, các bạn nhìn thấy có dòng chữ invitation. Especially, you often see it in invitation wedding. Đặc biệt là các bạn thường thấy có dòng chữ này ở trong các thiệp cưới. So, invitation, what does it mean? Vậy, có bạn nào đón cho cô được invitation có nghĩa là gì không? It means that a piece of paper or card that invites someone to an event. Nó có nghĩa là một tờ giấy hoặc là một tấm thiệp muốn mời một ai đó đến một sự kiện nào đó. Vậy, từ invitation có nghĩa là thiệp mời. Now, look at the next picture. Các bạn hãy nhìn cho cô bức tranh tiếp theo. What can you see in the picture? Trong bức tranh này, các bạn có thể nhìn thấy gì? You can see a lot of vegetables, fruits, and something like that. À, các bạn nhìn thấy là có rất nhiều rau và trái cây và mọi thứ ở đây. You can guess easily. Is it a market? À, và bạn cũng có thể dễ dàng đoán được rằng là đó là một cái chợ. Or so market, what it mean? Vậy từ market có nghĩa là gì các bạn? It means that a place the people can buy something or a place something is sold. Có nghĩa là một nơi mà người ta có thể mua một thứ gì đó hoặc là một nơi mà một cái thứ gì đó được bán. Vậy chúng ta có từ market có nghĩa là chợ. Now, look at the next picture. Các bạn hãy nhìn cho cô bức tranh tiếp theo. What can you see here? Các bạn nhìn thấy gì ở đây? You can see a lot of entertainment activities. Especially, you can see a lot of people. À, các bạn nhìn thấy là có rất là nhiều các hoạt động giải trí ở đây.
và có rất là đặc biệt là có rất là nhiều người ở đây. So, can you guess where are they? Vậy bạn nào có thể đoán cho cô biết là họ ở đâu không? They are at the fair, maybe. À, có lẽ là họ ở trong một cái hội chợ nào đó. So, fair, what does it mean? Vậy bạn nào cho cô biết là từ fair có nghĩa là gì các bạn? It means a large public event where goods are bought and sold. À, một cái sự kiện cộng đồng lớn nơi mà những cái hàng hóa được bán và được mua. Usually from table that's specially arranged for the event. À, thường thường là từ những cái vầy mà được sắp xếp đặc biệt cho một cái sự kiện nào đó. And a place there is often entertainment. Và một cái nơi mà thường có những cái trò chơi giải trí, nghệ thuật giải trí. Vậy chúng ta có từ fair có nghĩa là hội chợ. Look at the next picture. Các bạn hãy nhìn cho cô bức tranh tiếp theo. What can you see on the wall? Các bạn nhìn thấy có gì ở trên bức tường này? You can see there are a lot of pictures on the wall. À, các bạn nhìn thấy là có rất là nhiều bức tranh ở trên bức tường này. So, can you guess where are they? Vậy bạn nào có thể đoán cho cô biết rằng là những cái bức tranh này ở đâu không? They are at the art gallery. À, các bạn có thể là đoán được là những cái bức tranh này ở nhờ cái bảo tàng nghệ thuật hoặc là ở triển lãm nghệ thuật nào đó. So, art gallery, what does it mean? Vậy từ art gallery có nghĩa là gì các bạn? It means a building where works of art can be seen by the public. À, có nghĩa là một cái tòa nhà nơi mà những tác phẩm nghệ thuật này có thể được xem bởi cộng đồng. Vậy nó có một nghĩa thứ nhất đó là bảo tàng nghệ thuật. A place where works of art are shown and can be bought. Và nó có một nghĩa thứ hai là một nơi mà những cái tác phẩm nghệ thuật này được trưng bày và có thể được bán. Vậy chúng ta có từ art gallery có nghĩa là bảo tàng nghệ thuật và triển lãm nghệ thuật. Look at the last picture. Các bạn hãy nhìn cho cô bức tranh cuối cùng. What can you see in this picture? Các bạn nhìn thấy gì trong bức tranh này? You can see this is a large building. À, các bạn nhìn thấy đây là một tòa nhà lớn. A place where the people can watch a performance, a movie or another activity. Một nơi mà người ta có thể xem một buổi biểu diễn nào đó, một bộ phim hoặc là những cái hoạt động nào khác. Vậy chúng ta có từ theater có nghĩa là nhà hát. Now, listen and repeat. Bây giờ các bạn hãy nghe và lặp lại những từ vựng này. Theme 7. Going out. Lesson 2. New words. Listen and repeat. 1. Concert. 2. Fair. 3. Invitation. 4. Art gallery. 5. Market. 6. Theater. Ý cho cô từ số 2, danh từ fair có nghĩa là hội chợ và tính từ fair có nghĩa là khá tốt, công bằng, thuận lợi. Từ số 3, invitation, danh từ có nghĩa là thiệp mời, động từ invite có nghĩa là mời. Từ số 5, market, danh từ có nghĩa là chợ và động từ market có nghĩa là bán ở chợ, mua bán ở chợ. Now, copy in your notebook. Các bạn hãy chép những từ vựng này vào tập.
continue, let's learn the next part. Nào chúng ta tiếp tục phần tiếp theo, practice the new words, phần luyện từ mới. Write the words under the pictures. Nào các bạn hãy viết những từ sau dưới những bức tranh. Number one, concert. Number two, fair. Number three, invitation. Number four, art gallery. Number five, market. Number six, theater. Now check with a partner. Listen and repeat. Theme 7, going out. Lesson 2, new words. Listen and repeat. 1. Concert. 2. Fair. 3. Invitation. 4. Art gallery. 5. Market. 6. Theater. Now, let's learn the next part. Now, chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, useful language. Listen and practice. Các bạn hãy nghe và luyện theo bài hội thoại này. Useful language. Listen, then practice. Would you like to go to the fair on Friday night? Okay, what time? Let's meet at 6 p.m. Sure. I was wondering if you'd like to go to a concert tonight? Sorry, I'm studying. Maybe another time? Sure. In this conversation, we will learn how to make invitation. Trong bài hội thoại này, các bạn sẽ học hai mẫu câu hỏi mời một ai đó làm gì với mình một cách lịch sự. The first question, would you like to go to the fair on Friday night? Bạn có muốn đi đến hội chợ vào tối thứ sáu này với mình không? Okay, what time? Vậy, được đó, thời gian nào vậy? Let's meet at 6 p.m. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 6 giờ tối nay nhé. Sure, chắc chắn rồi. The second question, câu hỏi số 2. I was wondering if you'd like to go to a concert tonight. Tôi phân vân rằng liệu bạn có muốn đi đến buổi hòa nhạc tối nay với mình không? Sorry, I'm studying. Xin lỗi, tôi đang học. Maybe another time. Và một thời gian nào khác được không? Sure, chắc chắn rồi. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc đưa ra lời mời này, các bạn hãy cùng qua phần ngữ pháp nhé. Let's learn grammar. Chúng ta sẽ qua phần ngữ pháp. The first structure, make invitation. Cấu trúc đầu tiên, cấu trúc đưa ra lời mời. Chúng ta có cấu trúc như sau. Would you like plus to plus verb count. For example, would you like to go to the fair on Friday night? Áp dụng cấu trúc này, chúng ta thấy sau would you like là động từ nguyên mẫu có to. Verb count là động từ nguyên mẫu. Vậy động từ trong câu này là động từ go và cô vẫn giữ nguyên mẫu lại là go. The second structure, make invitation. Cấu trúc thứ hai, cấu trúc đưa ra lời mời, chúng ta cũng có cấu trúc như sau. I was wondering if you'd like plus to plus verb count. For example, I was wondering if you'd like to see a movie tonight. Áp dụng cấu trúc này, chúng ta thấy sau I was wondering if you'd like là một động từ nguyên mẫu có to. Verb count là động từ nguyên mẫu. Vậy động từ trong câu này là động từ see. Vậy cô vẫn giữ nguyên mẫu lại là see. The next part,
We will learn how to answer agree invitation and answer disagree invitation. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ học cách trả lời đồng ý lời mời của một ai đó và từ chối lời mời của một ai đó. Now, look at accept. Đồng ý lời mời, chúng ta trả lời như sau. Sure, that sounds great. Chắc chắn rồi, thật là hay đó. Look at decline. Không đồng ý lời mời, chúng ta trả lời như sau. Sorry, I'm blood verb in. Câu này có nghĩa là chúng ta chỉ trả lời sorry, I'm và chúng ta sẽ thêm một vài động từ thêm đuôi in. Cô có một vài động từ thêm đuôi in như sau. Studying for a test. Going to the doctor. Visiting my grandparents. Doing my homework. Going to a swimming lesson. Let's continue grammar. Chúng ta sẽ tiếp tục phần ngữ pháp. We will learn how to use present tense. Chúng ta sẽ học cách sử dụng của thì hiện tại đơn. Ở thì hiện tại đơn này, chúng ta có hai cách sử dụng. The first, we use this tense to describe an action happening at the time of saying. Ở cách sử dụng thứ nhất này thì chúng ta dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. Và trong bài học này, chúng ta sẽ sử dụng cách thứ nhất này. The second, that happens unceasingly. Và cách sử dụng thứ hai dùng để diễn tả một hành động xảy ra một cách thường xuyên. In addition, it depends on whether the subject of a sentence is singular or plural by at least the plural ending H or ES. Ngoài ra thì nó còn phụ thuộc vào chủ từ là số nhiều hay số ít mà chúng ta thêm S hoặc ES vào cuối động từ cho thích hợp. Chúng ta có cấu trúc như sau. Subject plus verb S or ES plus object. Chúng ta có chủ từ cộng động từ. Động từ sẽ biến đổi bằng cách là thêm S hoặc ES nếu chủ từ là số ít, cộng cho object tân ngữ. For example, would you like to come? Sure, that sounds great. Các bạn lưu ý cho cô, chủ từ that là một chủ từ số ít. Vậy động từ sau cô sẽ biến đổi bằng cách là thêm S. The second tense, we will learn how to use the present continuous tense. Ở thì thứ hai này, chúng ta sẽ học cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn. Ở thì này, chúng ta có cách sử dụng như sau. The present continuous tense is used to talk about something that is happening a particular in the present. Ở thì này, chúng ta có cách sử dụng dùng để diễn tả một điều gì đó mà đang diễn ra tại một thời điểm xác định ở hiện tại. Vậy chúng ta có cấu trúc như sau. Subject plus to be is am or plus verb in. Chủ từ cộng động từ to be. Động từ to be ở hiện tại chúng ta có am or cộng cho verb in. Verb in là động từ thêm đuôi in. For example, I am studying for a test. Áp dụng cấu trúc chúng ta thấy chủ từ I đi với động từ to be là am và động từ study cô thêm đuôi in vào là studying. The second example, she is doing my homework. Áp dụng cấu trúc chúng ta cũng thấy chủ từ she, các bạn đi với động từ to be là e và động từ do cô sẽ thêm đuôi in vào là doing. The next example, they are going to the doctor. Các bạn áp dụng cấu trúc các bạn thấy là chủ từ they đi với động từ to be là are. Và động từ go có thêm đuôi in vào là going. Now practice grammar. Bây giờ chúng ta sẽ vào phòng luyện tập ngữ pháp. Write the correct form of the verbs. Check with a partner. Practice asking and answering. Viết hình thức đúng của động từ. Luyện tập hỏi và trả lời.
Number one, Jenny, I was wondering if you'd like to see a movie on Friday night. Câu này các bạn áp dụng cấu trúc đưa ra lời mời. So I was wondering if you'd like to là một động từ nguyên mẫu. Vậy động từ trong hoặc là động từ see, các bạn giữ nguyên mẫu lại là see. Steve, sorry, I'm blah blah for a test. Câu này các bạn áp dụng cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn. Chủ từ cộng to be cộng verb in. Chủ từ là I, động từ to be là em. Và verb in ở đây các bạn thấy là động từ study. Và các bạn thêm đuôi in vào là studying. Câu này các bạn viết lại, sorry, I'm studying for a test. Number two, Laura, would you like to blah blah shopping at the market on Saturday morning? Câu này các bạn áp dụng cấu trúc đưa ra lời mời. Would you like to? Sao would you like to là verb không? Vậy động từ go, cô giữ nguyên mẫu lại là go. Câu này các bạn viết lại là would you like to go shopping at the market on Saturday morning? Lisa, sorry, I'm blah blah to see the doctor. Câu này các bạn áp dụng cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn. Chủ từ cộng to be cộng verb in. Vậy chủ từ ở đây là I, động từ to be là em. Và verb in các bạn có động từ go, thêm to in vào là going. Vậy câu này các bạn viết lại là sorry, I'm going to see the doctor. Number three, Steve, I'm blah blah a barbecue on Friday. Would you like to come? Câu này các bạn áp dụng cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn. Chủ từ cộng to be cộng verb in. Vậy chủ từ ở đây là I, động từ to be là em. Và verb in là động từ have, các bạn thêm đuôi in vào, having. Câu này các bạn viết lại, I'm having a barbecue on Friday. Would you like to come? Laura, sure, that's blah blah great. What time do you want to meet? Câu này các bạn áp dụng cấu trúc của thì hiện tại đơn. Chủ từ cộng động từ. Và động từ sẽ biến đổi nếu chủ từ số ít. Vậy biến đổi bằng cách thêm s hoặc es. Chủ từ ở đây các bạn thấy là chủ từ that là chủ từ số ít. Vậy động từ sau cô sẽ biến đổi bằng cách là thêm s. Vậy các bạn viết lại câu này, sure, that sounds great. What time do you want to meet? Now, let's learn listening. Now, chúng ta sẽ vào phần nghe. Listening. Three friends are planning things to do together. Bài nghe này, các bạn sẽ nghe ba người bạn đang có kế hoạch làm một điều gì đó cùng với nhau. Now, before we start listening, can you answer the question for me? Now, trước khi bắt đầu bài nghe, các bạn có thể trả lời cho cô những câu hỏi sau đây không? Now, look at this picture. Các bạn nhìn cho cô bức tranh này. The first question. Câu hỏi thứ nhất, where are they? Các bạn đoán xem cho cô là họ ở đâu không? They are at the movie theater. À, các bạn có thể đoán là họ đang ở trong một rạp chiếu phim. Number two, what are they planning things to do together? Và các bạn có thể đoán cho cô là họ đang làm gì không? Họ lên kế hoạch đang làm gì không? Now, they are watching a movie together. À, có lẽ là họ đang xem, lên kế hoạch xem một bộ phim nào đó. Now, number three, who are they planning things to do together? Và họ có kế hoạch này cùng với ai vậy các bạn? Maybe with their best friends. À, có lẽ là cùng với những người bạn của họ. Now, number four, when do they planning things to do together? Và kế hoạch này họ làm vào thời gian nào vậy các bạn? Maybe on Monday, on Saturday, something like that. Number five, what time do they planning things to do together? Và kế hoạch này là vào thời gian nào vậy các bạn? Maybe
at 5 a.m., at 6 p.m., and something like that. Number 6, are they agree or disagree with that learning things to do together? Và họ có đồng ý hay là từ chối cái kế hoạch mà đưa ra vậy các bạn? Maybe yes, maybe no. Và để hiểu rõ hơn về toàn bộ nội dung của bài nghe hôm nay, nào các bạn hãy cùng cô nghe toàn bộ bài nhé. Now, let's listen. Listening. 1. Hello, Lisa. How are you? Great, thanks. I was wondering if you wanted to see a movie on Friday night. Oh, sorry. I'm having dinner with my grandparents. Oh, okay. Maybe another time. Well, what about Sunday? Would you like to see the movie on Sunday afternoon? Sure, that sounds good. What time does it start? It starts at 3 p.m. Hey, the theater is near the market, right? Yes, it is. Would you like to go shopping at the market on Sunday afternoon? Okay, what time? Let's meet there at 1 p.m. We can see the movie after. Cool. Bye, Lisa. See you on Sunday. Hi, Lisa. Hi, Steve. I was wondering if you wanted to go to a concert on Thursday night. Sorry, I'm studying for a test. Okay, another time then. What are you doing on the weekend? I'm busy on Sunday, but I'm not doing anything on Saturday. Why? Would you like to come to my birthday party on Saturday? It's your birthday? I didn't know that. It should be a fun party. It's at a restaurant near my house. I'd love to come. What time? And what's the address? You can come at 6 p.m. I'll email you the invitation. See you then. I can't wait. Bye, Steve. Now, listen again and check. Sau khi các bạn nghe xong toàn bộ bài, các bạn để ý cho cô những từ để hỏi sau: where, what, who, when, what time, hoặc là câu hỏi trả lời đồng ý hoặc là không đồng ý. Vậy các bạn có thể trả lời cho cô câu số 1 và câu số 2 không? Number 1. They decide to see a movie on Sunday afternoon. Họ quyết định xem một bộ phim vào chiều Chủ nhật này. Vậy các bạn để ý cho cô là họ có quyết định hay không? Agree or disagree? Và trong bài nghe này các bạn vừa nghe là họ quyết định xem và chúng ta trả lời yes. They decide to see a movie at 2 p.m. Họ quyết định xem bộ phim vào lúc 2 giờ chiều. Vậy các bạn để ý cho cô là khoảng thời gian at 2 p.m. Vậy các bạn vừa mới nghe là 3 p.m. not 2 p.m. Vậy câu này các bạn trả lời no. Number 2. Steve is having a birthday party on Friday night. Vậy câu này các bạn vừa mới nghe on Friday night. Yes or no? No. Lisa will go to the Steve's birthday party. Lisa sẽ đi đến bữa tiệc sinh nhật của Steve. Câu này các bạn là Lisa có đồng ý không các bạn? Vậy câu này các Lisa đồng ý và các bạn trả lời là yes. Now, listen again and check. Nào các bạn hãy cùng nghe lại và kiểm tra. Listening. 1. Hello, Lisa. How are you? Great, thanks. I was wondering if you wanted to see a movie on Friday night. Oh, sorry. I'm having dinner with my grandparents. Oh, okay. Maybe another time. Well, what about Sunday? Would you like to see the movie on Sunday afternoon? Sure, that sounds good. What time does it start? It starts at 3 p.m.
Hey, the theater is near the market, right? Yes, it is. Would you like to go shopping at the market on Sunday afternoon? Okay, what time? Let's meet there at 1 p.m. We can see the movie after. Cool. Bye, Lisa. See you on Sunday. Hi, Lisa. Hi, Steve. I was wondering if you wanted to go to a concert on Thursday night. Sorry, I'm studying for a test. Okay, another time then. What are you doing on the weekend? I'm busy on Sunday, but I'm not doing anything on Saturday. Why? Would you like to come to my birthday party on Saturday? It's your birthday? I didn't know that. It should be a fun party. It's at a restaurant near my house. I'd love to come. What time? And what's the address? You can come at 6 p.m. I'll email you the invitation. See you then. I can't wait. Bye, Steve. Now, listen again and check. Number one. Sorry, I have been dinner with my grandparents. Would you like to go shopping at the market on Sunday afternoon? Number two, I was wondering if you wanted to go to a concert on Thursday night. Sorry, I'm studying for a test. Now, our lesson stop here. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Homework, bài tập về nhà, learn new words. Các bạn học cho cô từ mới, grammar, phần ngữ pháp, workbook, team 7, lesson 2, làm cho cô bài tập trong sách bài tập team 7, lesson 2, prepare team 7, lesson 4, và chuẩn bị cho cô bài mới team 7, lesson 4. Thank you for your listening. See you next time.